không đủ độ cơ sở dài nhé anh em lưu ý. Và chúng ta phải lấy đúng CKB zin rắc dẹp. Thì hôm nay là khách hàng cũng chỉ đủ điều kiện là vấn đề chỉ có trên triệu thôi. Thì chúng tôi sẽ giữ lại cái cuộn điện và chúng ta sẽ sở thay CKB. Thì đầu tiên tôi cũng không biết là CKB này độ dài bao nhiêu, thì chúng ta cần phải lấy cái mẫu dây dài cho đủ cơ sở thì lên đến cái rắc của nó, rắc CKB để cho nó vừa tầm để có độ rồng, rồi để chúng ta trong cái thời điểm mà khi khách hàng sử dụng nó không có bị co giãn sẽ làm mất đi cái cơ sở này, có thể là dây nguồn hoặc là những cảm biến nô, dây cảm biến ô CKB sẽ bị tầm ảnh hưởng. Nên là anh em sẽ lấy đủ độ dài thôi, có thể ngắn hơn đôi chút cũng được chẳng sao, hoặc dài hơn chút xíu cũng được. Và trên đây CKB thì cũng chia sẻ với anh em rõ ràng, thì ở trên này cái dây cũ thì mình không nói tới rồi, thì giống anh em nói là cái rắc CKB đó là những cái dây này là cứng hơn bình thường so với dây lô, nhưng chúng ta không thể xác định được 100%. Rồi em xin cảm ơn Giang Nguyễn Trường nhé. Thì trên đây là rắc CKB, nếu mà đồ mới so sánh giữa đồ mới và đồ mới với nhau á, thì nó nếu mà dây zin thì nó sẽ cứng hơn một chút, dây lô thì nó sẽ mềm hơn một chút. Thì ở đấy có nghĩa chúng ta sẽ đưa ra một cái điều chuẩn xác. Và thứ hai, để biết được dây zin thì để cho các bạn nhìn thấy rõ hơn, thì đằng sau đây là cái dây zin của CKB đường lỗi tôi đã gỡ ra. Thì trên đây cái rắc zin là nó sẽ có những cái chắn bụi, chắn nước này, anh em lưu ý nhá, những cái rong cao su này để ngăn ngừa nước vào trên cái rắc CKB, để cho anh em nhìn thấy rõ hơn. Nếu đồ lô thì họ sẽ bỏ cái này ra, có nghĩa là có thể là có nhưng mà là không có ngon, nên là anh em lưu ý. Thì bây giờ tôi cũng phải vào để lấy một cái CKB để cho nó đủ độ dài. Em ơi, bán cho anh một cái CKB. Thì bên trên đây chúng tôi sẽ có một cái CKB để tương xứng, em lấy giúp cho anh một CKB độ dài, quan trọng độ dài nha anh em lưu ý. Thì trên đây chúng tôi đã có tất cả rắc cái CKB đấy ngắn đó, không đủ độ dài đâu. Không, trên bên đấy xem có cái dây dài không em. À đây là CKB cũ nhá, đường xuất lỗi. Em đo độ dài đấy có bằng cái này không? Đo dây dài thôi, để cái rắc CKB đều như nhau nhưng mà quan trọng cái độ dài nha anh em lưu ý. Nếu như vậy ở bên đấy là ngắn hơn rồi, em kiểm tra bên một thùng bên này này, còn CKB đây. Ngắn rồi không được đâu. Em nhìn vào dây đấy rất là ngắn. Ba vấu. À đây đúng rồi, đây. Ba vấu đây. CKB 3 vấu. À tất cả là zin nhá anh em lưu ý. Rồi lấy cái cũ đâu, em đo so sánh giúp cho anh. Đây. Rồi em so sánh với dây cũ đấy giúp anh cả. Rồi, đây chính là tôi đang lấy lựa chọn một cái CKB của đúng dòng xe Applet 2016, đủ cơ sở độ dài. Rồi cái này nó bị lỗi đây, lấy cái dây khác đi em. Nên là anh em gửi cho khách hàng cũng đừng để vấn đề nữa, nó bị lỗi con ốc á, con ốc á. Nên là anh em lưu ý phân biệt đồ zin, thì các bạn là lưu ý nhá, khi chúng ta mua CKB đó, nếu cái rắc dẹp này thì nó cần phải có cao su này, cao su để chắn cái vấn đề nước vào oxy hóa cái rắc dây rắc CKB, mà nhớ rắc dẹp nha em nhé. Mua thì cũng phải đúng, tại vì có thể anh em lấy cái loại dây ngắn hơn đôi chút được rồi, nhưng mà ngắn hơn thì sợ là cái độ dài nó cơ sở nó không đủ thì nó sẽ làm ảnh hưởng, đúng rồi, rắc dẹp ở dưới nữa. Rồi ok em. À đây nhá, anh em lưu ý đủ độ dài chưa? Đủ độ dài không? Rồi đây anh em lưu ý đây. CKB zin 3 vấu. Cơ sở đủ độ dài là ok. Và cùng với các anh em nhé, bây giờ tôi lựa ngẫu hứng vì CKB của tôi là zin. Kiểm tra. Chuyển rắc được đều là gì? Có cái chắn nước này để làm chống vấn đề nước vô sẽ làm oxy hóa của những cái ghim, rắc ghim bên trên. Và tôi sẽ đo được cơ sở độ dài. Và hôm nay cũng trực tiếp anh em xui thì gặp ngay là không khởi động được, là chết luôn. Đây,
và tôi sẽ trực tiếp cùng với các anh em làm. Và đây đã đặt vào trong cái giỏ và tôi sẽ, anh em đợi tôi thì để gá cái khung. À, vừa rồi đợt trước có anh em bảo kêu anh phải dùng đến cái khung đi, và hôm nay tôi đã phải đầu tư cầm cố xe tôi mới mua được cái khung để làm cái giá quay video để cho các anh em nhìn thấy kỹ hơn. Và trên thao tác thì tôi cần phải thay một cái phớt và tôi sẽ cùng với các bạn để làm, vì bản thân tôi cũng là một người thợ giống như các bạn. Anh em hãy hỗ trợ, vì tay chân thì vẫn có thể Rồi em chào anh Đán nhá, chào tất cả các anh em. Thì trên đây tôi đã có một cái dây sắt xịn các bên, ở đây đủ hoàn chỉnh zin, đủ độ dài cơ sở với một CKB cũ. Ở đây anh em nhìn thấy rõ đây, cũ, đây là mới. Zin toàn tập nhá, đủ độ dài cơ sở. Ok, và bây giờ tôi cần phải thay cái phớt của rong để các anh em sẽ lưu ý. Và trong thao tác thì chúng tôi thay thêm cái phớt, đây nó bị chảy dầu nha anh em lưu ý. Thì tiếp theo tôi thay cái phớt này là 32 27, có nghĩa là phớt ở giữa này, phớt trục cơ, trục kỉu. Và tôi thay thêm cái rong chỉ đây, có nghĩa trong quá trình các bạn làm thì cũng cần phải làm cho nó chuyên nghiệp hơn, và chúng ta tránh xảy ra tình trạng là thay thế. Thì để muốn nhẹ nhàng hơn trong này thì các bạn hãy trò mình nhớt cũng được, chẳng có sao. Các em đang là giúp cho anh một cây dầu đi. Rồi, cái dây chay dầu mới á, không chay à, chay nước à. Chúng ta cho nhớt vào trong cái phớt để cho chúng ta rút vào nó dễ dàng hơn. Bước tiếp theo thì chúng ta bắt đầu lắp ráp. Ốc ở đây để đâu nữa rồi Hoan? Vẫn thiếu một con đâu em ạ.
này không đúng cái đó, không có đóng két. Còn đó, còn anh mới bán là còn đâu rồi. Thì ở đây là CB cũ nha anh em lưu ý. À, đây là CB mới. Có dây màu đỏ đây không quan trọng. Quan trọng là cái rắc của các bạn á là đúng rắc dẹp là được rồi. À, về thời gian sau tôi sẽ chia sẻ với các bạn có thể CKB 3 vấu có thể gắn vào 4 vấu được luôn nha anh em lưu ý. 4 vấu gắn cũng có thể là cho vào 3 vấu được luôn. Quan trọng là chúng ta làm đúng kỹ thuật và khoa học là được rồi. Lâu ngày không làm nó cũng rất là khó khăn nha anh em quý. Nghĩa là mình cũng còn không còn thao tác như những anh em làm quen tay. Có nghĩa là cái này chúng ta cần phải văn đồn võ luyện. Tôi chủ yếu là làm về vấn đề để hỗ trợ các anh em để làm những hệ thống điện tử thôi. Thì cũng đơn thuần thì chúng ta cũng làm chậm tay chậm chân rất là nhiều. Cái lục giác năm mới có cây lục giác năm không em? Lục giác tao ăn để bấn á, đúng á. Đây luôn rồi. Thì CKB đây thì anh em đã nhìn thấy rõ đây. Rồi xin chào tất cả anh em. Ở đây nha, rắc CKB zin mới.
chúng ta đã cần phải ghim nối và kết nối. Và chúng ta sẽ gắn đến phần nền phần vô lăng. Vô lăng cũ nhà không ảnh hưởng vấn đề để chúng ta khởi động nhanh nhanh lưu ý. Tiếp theo thì bây giờ chúng ta cần kiểm tra trước thì chúng tôi cần phải đổ dầu. Có phải thay dầu không em? Không ạ, ok. Thì để thử trước cho anh em thôi, còn tôi sẽ đổ cái dầu và là nước này vô sau. Khi tôi đã thay được CKB thì không biết tình trạng CKB ra sao. À, cái mạng ấy bắt đầu đổ hết rồi đấy không em? Đây nha. Chỉ đúng xin cái là các bạn đã có thể đề một phát là đổ ngay nha anh em lưu ý. Đây, tôi đã tắt này. Đây, nếu các bạn lưu ý những dòng dây CKB zin thì các bạn lưu ý giúp tôi đuôi đằng sau đỏ. Đây là một CKB cũ lỗi tôi đã thay ra. Và chúng ta chỉ cần bấm khởi động này, bật khóa này. Vì tôi chưa đổ dầu nha anh em lưu ý. À, như vậy là chúng ta chỉ cần thao tác với mức độ tôi cũng làm cũng giống như tất cả các anh em, cũng rất là nhanh. Quan trọng là chúng ta cần phải làm theo cách khoa học, kỹ thuật. Tôi cũng làm nghề giống như tất cả các bạn thôi, nhưng mà ở đợt này thì được có tất cả các em trai làm tại trung tâm đã hỗ trợ tôi rất nhiều về cái kỹ năng bàn bệnh thường xuyên cầm tem, nên là tôi cũng đã giảm đi rất là nhiều cái công nhân để cái vấn đề ở đây là các em sẽ hỗ trợ cho tôi để làm bếp đó. Đến bây giờ với mức độ của chúng ta làm cũng tôi cũng làm rất là lâu rồi, chứ không phải là chúng ta có thể là không làm. Không làm lâu ngày cũng có thể là nó không được chuyên nghiệp.
theo thao tác đấy, thì trong đôi chút thôi là chúng ta đã có thể gắn tất cả những cái thiết bị. Tại vì lâu tôi cũng không làm nên là cái vấn đề cái tay đấy anh em ạ, nên là nó không được uyển chuyển. Có nghĩa là chúng ta cũng không phải là chuyên nghiệp mấy, có nghĩa là văn ôn võ phải luyện, nhưng mà với mức độ tôi chỉ làm độ 2 ngày thôi thì tôi có thể gỡ một cái xe này ra rất là cấp kỳ. Bản thân trước tôi làm những dòng xe lít, kể cả từ giáp máy cho đến gã máy, thì trong vòng cỡ tầm nửa tiếng là có thể chúng ta đã lên một con máy. Thì ở đây có nghĩa chúng ta cũng phải nói rằng văn ôn võ phải luyện thì chúng ta mới nhiễm được tay nghề. Rồi, xin chào tất cả anh em. Thì đây như anh em đã thấy nhá, tôi đã thay từ CKB. Đây là CKB cũ đã bị lỗi. Lỗi do nó bị ở cái dây điện ở trong này, nó bị hở quẹt ra thân sườn, làm cho gì chết CKB. Rồi, xin cảm ơn anh em. Thì đây các bạn đã thấy rõ, tôi chưa đổ dầu nhá, nên là tôi sẽ chỉ đổ cho anh em thấy rõ như vậy thôi. Rồi, xôi xin chào tất cả anh em. Thì CKB đấy, bây giờ hiện nay của bên trang Facebook của Tuấn Tiên đã đường chia sẻ đến tất cả các anh em. Cái giá thì cũng hiện nay chỉ có một số lượng ít thôi, không có nhiều. Tất cả trên thiết bị thì dùng bằng gì, thiết bị Motoken chúng tôi đã có thể xử lý. Biết CKB bị yếu nhưng mà vừa lấy không có đủ thời gian với mức độ để chia sẻ với anh em. Và chúng tôi đã kết hợp giữa Motoken và Motobook để chúng tôi kiểm tra về cái chất lượng của cảm biến hô CKB bằng giữa kết hợp giữa Motoken, Motoken 7 và Motobook bản 2.0, để chúng ta kiểm tra những linh kiện, những cảm biến hô CKB của Honda và Yamaha. Thì được ra thiết bị trên thiết bị Motoken đã cho kết quả đó là cảm biến hô bị kém yếu, thì sẽ được đồng thời xuất lỗi trên tablo của cái đèn MIU, xuất lỗi bên trên dòng xe Airblade 2016 là lỗi 52. Thì chúng ta chỉ cần kiểm tra thêm chắc cú, có nghĩa chúng ta cần phải có thêm thiết bị dụng cụ để kiểm tra thêm một chính xác nữa, thì chúng ta đi đến kết quả đó là chúng ta sẽ phải thử thay, không cần phải thay thử mà chúng ta đi đến kết quả đó là thay CKB. Chỉ với thời gian đó là cái gì? Đó là chúng ta không thể mua về để thay thế, loại trừ vì các bạn cũng không đủ tiền tài chính để mua rất là nhiều cái CKB được. Chúng ta cần phải có những thiết bị dụng cụ các bạn mới thay thế một cách chính xác. Thì trên dụng cụ thì cũng chỉ chia sẻ với các bạn là chúng ta cũng phải dùng để làm gì. Bản thân tôi thì đường hơi rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi vẫn phải dùng đến những cái súng bằng pin để gì, để các bạn có thể thao tác làm nhanh hơn. Chứ bây giờ nếu chúng ta sử dụng bằng những cái súng mà bắn bằng hơi á, thì nó sẽ kéo rất là khó khăn cho anh em, nó không được đi một cái chất chuyên nghiệp, và thứ hai nữa là nó vướng sợi dây. Còn trường hợp chúng ta bất khả kháng, có nghĩa ở đây là gì, cũng không cần các bạn phải mua những cái súng mà đắt tiền. Các bạn chỉ cần mua những cái gì, một cái súng bắn hơi, để khi chúng ta trường hợp bắn những con ốc cốt bánh xe lớn, có nghĩa chúng ta cần dùng đến những cái súng mà bắn ô tô đấy, là bắn đánh gèo cái là ra. Đồ nào phải sử dụng đúng đồ đó thì các bạn mới làm một cách chuyên nghiệp nhất. Thôi xin chào anh em, tới buổi sáng nay thì cũng đã chia sẻ và cũng đã nói đến rất nhiều về nhiều cái tính cách, nhiều cái để chia sẻ đến anh em. Có nghĩa ở đây chúng ta cần là gì? Cần làm việc tốt hơn, chia sẻ được nhiều hơn. Có nghĩa ở đây chúng ta cũng cần phải học hỏi lẫn nhau, chứ không thể nào ai không học hỏi được. Rồi, xin chào tất cả anh em. Thì đấy, thì hôm nay mình cũng đã từ cái sự việc đó xảy ra và tôi đã học hỏi anh em rất là nhiều. Giống như tôi cũng đương là đào tạo, và tôi cũng đương là một người bán những cái linh kiện thiết bị điện tử. Nhưng mà điều khác biệt của những người bán chuyên nghiệp và người không bán chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp ở đây là gì? Chúng tôi đương bán là chúng tôi cần phải tư vấn cho anh em biết cách thay thế và sử dụng những CKB nào, sử dụng những cảm biến nào để chung vào một cái dòng xe đó, và hỗ trợ đằng sau các anh em. Có nghĩa là các bạn mua về thay thế mà không đúng hoặc là không xử lý được, chúng tôi đã phải đứng đằng sau để thay thế và hướng dẫn anh em. Còn bây giờ các bạn mua một cảm biến hoặc là mua một cái linh kiện điện tử, các bạn bỏ tiền là hầu như là các bạn phải bỏ trả đủ. Nhưng khi các bạn cần cái sự hỗ trợ thì không bao giờ có được của những cửa hàng, vì bản thân họ đâu phải là người chuyên nghiệp, họ cũng không phải là một người dành về những hệ thống điện tử. Đó là khác nhau chỗ điểm đấy, kể cả thiết bị cũng vậy thôi. Tại vì sao thiết bị như là chúng tôi đây, đường là những thiết bị xác định mã lỗi Motoken. Và tại sao mà tôi cần phải nói vậy? Các bạn mua đâu cũng được, nhưng khi các bạn
mua những cái thiết bị bên chúng tôi ở đường cung cấp thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho tất cả các anh em. Ở đây có nghĩa là gì? Tôi không phải là người bán chuyên nghiệp, mà tôi cũng đương làm một nhà đào tạo mới cùng anh Trần Tân, và tôi cũng đương làm nghề giống như các bạn. Vì sao? Vì có những cái trường hợp xảy ra trên phe không phải giống như các bạn đọc trên tài liệu, có những cái dẫn dắt tới. Tất nhiên chúng ta hiểu điều đó, nhưng chúng ta không có hướng giải quyết thì đến với bản thân mình sẽ hỗ trợ cho anh em hoàn toàn những cái việc đó. Nhưng nếu các bạn có được điều kiện thì hãy tốt nhất các bạn sẽ đi đào tạo trong một cái khóa ngắn hạn. Thì đầu năm nay chúng tôi sẽ mở, đầu năm 2021 thì tình hình chúng tôi sẽ theo như rất là nhiều anh em thợ hiện nay trên thị trường yêu cầu là mở giúp chúng em và làm sao mà tạo được điều kiện vào những ngày mùng 6 Tết, có nghĩa là cái thời điểm bắt đầu tất cả các cửa hàng đương khai trương. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là gì? Cái việc nó chưa nhiều để anh em có điều kiện để học trong vòng 10 ngày đến 12 ngày. Thì tôi cũng đương lên kế hoạch cùng với anh Tân. Chào chú Lâm Tây Ga. Thì tôi với anh Tân cũng đương sẽ lên cái kế hoạch để tạo điều kiện những anh em đương đông việc vào những đầu năm 2021, gọi là vào ngày mùng 6, nhưng mà tôi cũng chưa biết ấn định là vào ngày bao nhiêu dương lịch. Thì chúng tôi cũng đương thôi thì chúng tôi cũng vẫn phải mở ra những ngày đó để đáp ứng cái nhu cầu của tất cả các anh em thợ. Là những cái đầu ngày đầu năm nó sẽ ít việc thì anh em có thể đủ khả năng, đủ cái thời gian để anh em có thể đi học những ngày đầu năm như vậy. Đấy, thì đây trên tôi cũng nói rõ với các anh em, vì tôi cũng đương cung cấp những thiết bị điện tử, nhưng mà tôi biết được cái dây nào gọi là zin, con CKB nào gọi là zin, chả cần phải phân tích gì nhiều. Những ông kia cứ phân tích tùm lum khỏi. Có nghĩa là khi chúng ta nhìn ở cái CKB này, cứ cái rác đằng sau zin có độ chắn bụi, thế là anh em đã kết thúc vấn đề zin hay không. Và thứ hai, cách gắn và cách xử lý, cách sửa chữa, đó mới gọi là điều quan trọng. Nên là đến với chúng tôi thì mua ở bên tôi thì tôi sẽ hỗ trợ, kể cả các anh em không phải mua bên tôi vẫn hỗ trợ bình thường. Nhưng ở đây chúng ta đến với nhau là gì? Đến với nhau đó là niềm tin, đến với nhau đấy là cách chia sẻ, đến với nhau đó là bằng gì? Cái cho nhau những gì đương có để chúng ta mới giỏi lên chứ. Còn bây giờ chẳng qua là các anh em cứ sợ giấu rồi người khác biết, có thể là sợ là người ta chôm chỉa cái nghề của mình. Đối với tôi không quan trọng, quan trọng cốt lõi của các bạn mở lên cái dịch vụ. Dịch vụ đó mới gọi là cái điều quan trọng nhất. Các bạn thợ giỏi nhưng các bạn không biết nói chuyện với khách hàng, cái dịch vụ của các bạn kém cỏi thì các bạn cũng không thể có khách hàng. Thì đấy là mình nói. Còn cái nghề nghiệp trao nhau cho nhau, đó là sự vĩnh viễn. Nhưng quan trọng phát huy được hay không lại chính bản thân của các bạn làm một cách chuyên nghiệp nhất, chứ không phải là các bạn làm chuyên nghiệp, các bạn là có những cái độ đồng phục để mặc cho bác cận quay, nhưng vào bác các bạn không nói chuyện được thì cũng như không. Các bạn nói chuyện được nhưng mà bác các bạn tay nghề các bạn không có nữa thì cũng chỉ bằng một con số không. Đấy là cái cách để chúng ta đừng nói chuyện nhau. Nghề là đứng thứ ba thứ tư. Tại sao gọi là đứng thứ ba thứ tư? Có nghĩa là gì? Nói phải đi đôi với thực hành. Có nghĩa các bạn đã tư vấn thì các bạn phải thực hành được điều đó. Thế là cái nghề là đứng thứ tư. Nhưng kết quả cuối cùng đó là tài chính đi đến với các bạn, thời gian làm việc nhanh nhất. Thì mình tại sao mà mình phải chia sẻ với anh em? Có những cái việc chúng ta làm 1 phút mà tại sao các bạn cần phải làm đến 1 tiếng, 2 tiếng để làm gì? Có những anh em bảo tháo một cái dây xây thắng đấy, tháo nhiều ra để chút xíu lấy tiền công. Thôi xin thưa với các anh em, người ta trả tiền dịch vụ cho các bạn không phải vì các bạn làm những cái điều đó. Xui một ngày nào đó khách hàng đi đến cửa hàng một người anh em đương học ở đây, anh em đương lập những cái kiến thức, người đó vẫn lấy giá trị 150.000, nhưng thay cái dây phanh đó trong vòng 10 giây đến 20 giây hoặc là 1 phút, nhưng mà quay ngược về, cái khách hàng đó quay ngược về cửa tiệm của các bạn, người ta có thể người ta quay video chụp hình và người ta có thể chửi những anh em đó vẽ voi ra vượn để lấy tiền, mất thời gian của khách hàng. Với chúng tôi là gì? Cái thời gian của khách hàng đó là cái trân trọng nhất. Họ cũng phải làm việc, họ cũng phải đi kiếm tiền, họ phải có rất là nhiều cái công việc. Thì lúc họ đi được làm được cái công việc đó, đáp ứng cái nhu cầu đó, thì họ mới đủ cái tiền để gì? Để chi trả cho những cái dịch vụ cho các anh em.
chứ không phải là chúng ta kéo cả dề những cái công việc đó. Đáng nhẽ là mất 1 phút hay là 10 phút các bạn kéo cho người ta đến 5 tiếng đến 3-4 tiếng sau. À đó, cái đó cũng không lên. Có nghĩa những cái gì chúng ta cần học là chúng ta cần phải học. Với tôi chỉ chia sẻ về cốt lõi đúng, còn cách làm, cách dịch vụ đó là của tất cả các anh em. Tôi xin chào anh em. Vì cũng nói rất là nhiều nhưng mà chỉ chẳng qua là mang đến một cái gì, đó là một cái kiến thức đến cho tất cả anh em, chứ không phải là mình là một người nói nhiều hoặc là mình không chia sẻ đến anh em, kể cả cách làm cho đến vận dụng vào những cái gì, cái khoa học để áp dụng vào cái công việc hàng ngày của các anh em. Tôi xin chào tất cả anh em nhé.